những bạn đảng đều có tiết mục đặc sắc nhất, và tiết mục thứ nhất đó là tiết mục kịch. Nhưng mà tiết mục này sẽ được gia đình Phật tử gửi đến quý vị trong phần cuối chương trình. Tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị đến với tiết mục múa Chú Đại Bi với 84 câu hát với 84 hóa thân màu nhiệm của đất cổ Bắc Quảng Nhân. Thank you.